Xin chào bác nhá. Hôm nay mình sửa cái con nồi pha la bị cắm nhập điện này. Đây anh quay luôn ở đây để em biết này. Đây con nồi pha la nhá. Thì mình vừa ấy sửa là nó bị cháy cầu chì này. Cháy cầu chì này. Cháy cầu chì nữa này. Cầu chì này là cầu chì bảo vệ quá áp này, bảo vệ quá dòng cháy này. Thì nó cháy theo mất cái cầu điốt này. Đấy, cái cầu này. Và hai con công suất này vẫn còn sống nhá. Đấy, thì mình thay con bảo vệ quá áp này. Đấy, thay cầu chì này. Thì cầu chì không có thì thay cái dây 0,1 mm là nó ok nhá. Giống như là các video trước mình làm đấy. Đấy, còn thay cầu chì này. Đấy, về cơ bản là đo ok rồi. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn để đo xem là nó đã có điện ở trên cái con tụ này chưa. Đây. Đây là phần nguồn. Phần nguồn gấp sẽ cho cái con này ấy, IC nguồn đây. Thì đo ở trên cái con IC à con đây. Chân con tụ này nếu mà có là 20V đó là ok nhá. Bây giờ sẽ cắm vào. Chưa cần cấp nguồn, chưa cần cấp nguồn cho cái bọn này. Và mình chỉ việc là cắm cái phần này vào thôi. Để cắm cái phần này thì bắt buộc phải cắm cái phần này vào nhá. Cái phần này để đấu điện, để nối điện thôi, chỉ cần cắm như này thôi. Đấy. Sau đó là đo ở trên cái con tụ này. Đấy, cần lưu ý là phải cắm nguồn. Chẳng vậy. Cái cục nguồn trong người là quá. Đây cái mẹo để làm như thế. Bởi vì là mình thử cái này để mình biết là cái nguồn ấy nó chạy hay chưa. Làm này để cho mọi người sẽ làm bỏ ra để làm theo này. Đây, hôm nay là đồng chí Tuấn này đến tận nhà đây. Tuấn hay Tuấn nhỉ? Em là Giang. À Giang. Vâng. Nhầm tên. Giang điện tử. À. Đây nhá. Bên này là 100 này, bên này 120. Bên nào cũng không sao. À đây. Đây nhá. Thì em sẽ đo ở đây này. Đấy, đây là nó chưa ra điện này. Đấy, chưa ra điện thì các bác lại phải kiểm tra tiếp đường vào nhá. Đường vào này. Xem là cái đường kiểm tra cái con này nó hay chết như này. Đấy. Cái con này là con điện trở 33 ohm để nó bảo vệ cái điện áp nó xung đột nó vọt lên nhanh ấy. Đã thừa thỉnh thoảng nó con đấy nó cũng có thể nó chết. Thì ta đặt thang đo điện trở. Ok 30 ohm không chết. Đấy bây giờ cắm nốt cái dây vào đây. Cái này ok. Đây. Mình đo ở trên cái con tụ nguồn lọc vào đầu vào này xem nó có đủ 140V hay không để xác định xem là nó điện nó đã vào đến nơi chưa. Tạm thời nó chưa lên nên là đo cẩn thận chưa vào đây. Ok điện chưa vào đây là ngon. Thì bây giờ mình sẽ là do cái phần điện nó kiểm tra điện đấy, điện vào công suất là ok này. Đấy, bây giờ là điện vào cái mặt này là chưa thì khả năng mình chưa cắm hết rắc. Đây cắm hết rắc vào được. Rồi, cắm đủ rắc đi. Đây, cái này nó có thêm rắc này nữa. Cắm hết vào là nó chạy được đấy. À đây, bắt buộc phải cắm thêm cái này vào nữa. Đây là chính vì vậy mà phải cắm đủ rắc. Cái con này nó hơi nhiều rắc. Con này là nồi Panasonic cốc nước. Panasonic cốc nước này. Mới tập làm kênh YouTube phụ cho mọi người. Nhưng mà kênh nó đã lên đỉnh luôn, nên xuất phát ra đúng lên đỉnh luôn. Lên đầu luôn. Để như vậy là hôm trước em kiểm tra thì thấy là khoảng hơn 800 người đăng ký rồi đấy. Ui dồi, thế thì quá nhiều rồi em ạ. Cứ kệ đấy. Sắp tới là làm mấy cái video dạy điện tử cơ bản nữa cho mọi người. Đổ bộ, học từ đầu, học có bài bản như ở trên lớp. Em biết xong là chỉnh á.
viết xong giáo trình xong rồi bắt đầu quay video cho nó chuẩn. Vâng, nó phải có giáo trình. Ngày xưa em đi dạy em phải có giáo trình. Viết giáo trình. Ok. Không cần lắp cái này nhé. Bình thường á, nếu mà ở nhà ấy là em sẽ có một cái bóng điện đấu nối tiếp vào cái này. Để mà nếu mà con này nó vẫn còn chập á, không cần lắp cái bóng điện lên. Đấy là nó không gì nhỉ, không đổ, không cháy mất công suất. Đây. Đó, được rồi đấy. À. Ok rồi đấy. Anh nhớ không? À, không nhớ. Không thấy nó kêu tít tít nhỉ? Đây, tắt đi đấy nhá. À đấy được rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Đây chọn gạo. Ok rồi. Ok. Ôi tí tí rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Đấy. Đây là cái máy Panasonic này, nội công nước SB102 đời 2003. Đấy. Đây bây giờ đồng chí Giang đã xử lý xong. Cái con này đây đến thì đây. Đây là hai con chết đấy, còn cái con kia nó lổ đây nó là, tiêu rồi. Đúng rồi. Đây là cầu chì này với cả con này là con cầu diode này và cái con đây cái con này nó lổ mất tiêu rồi, còn mỗi cái chân cái xác ở cái chân đây này. Mấy cái xác này vẫn còn đây này. Em vừa đổ đây nó rơi. Ok không? Ok cảm ơn đồng chí. Như vậy là đã xử lý xong xong rồi. Tôi cũng đỡ phải sang tận bên bên cái chỗ mua, gửi sang tận bên chỗ mua tận Đông Anh thì nó cũng hơi xa. Thì ở quanh đây thì không ngờ là có nhiều các đồng chí có cái kỹ thuật này. Nên là search trên YouTube cái kênh của đồng chí ra đầu tiên luôn, gọi cho đồng chí luôn. Đấy, ra số 1 luôn, gọi luôn xong đến là sau có buổi sáng và buổi chiều đồng chí Giang đã đến xử lý cho tôi đây. Đấy. Đây những cái này là gì em? À, cái này sẽ lắp vào sau cùng. À. Bởi vì là đây này, cái này là những cái đây này, đấu vào đây này để cái mâm nhiệt ấy. À. Cái mâm nhiệt thì mình sẽ lắp vào sau. Okay. Đấy, cuối cùng mình sẽ lắp cái mâm này vào. Rồi rồi. Đấy, mình sẽ lắp các cái này vào cho nó ổn định đã. Trước. Đấy, nói chung là về cơ bản là nó ổn mà. Đấy, giờ sẽ lắp mâm nhiệt vào để kiểu như là mình sẽ test luôn cho nó nóng luôn nhá. À. Cái nồi này khá là tốt. Cái nồi này phải nói là mở ra thấy là hàng có đẹp nhỉ? Đẹp, công nhận là hàng đẹp. Đẹp quá. Nồi vít đấy. Nồi là vít đấy. Đây là. Nên là nó đắt hơn cái nồi bình thường mà. Vâng. Nồi là kín nồi, mua cái nồi. Thế mà còn những cái nồi mà nó như thế này mà nó còn cả áp suất nhá. Vâng. Cả hút chân không luôn. Cái này có cả áp suất luôn. Nồi nấu cơm thì thôi rồi. Này các bác nhá, sau một hồi chật vật để tìm cái này đã tìm thấy là hai con ốc vít này đấu đầu vào nhau để cùng vặn vào một chỗ. Không ngờ được cái việc đấy. Này đã đấu được vào, bây giờ đang test thử xem nó có nóng hay không. Rồi, khả năng bây giờ em rút ra nhá. Ok. Anh kiểm tra con nồi của em xem nó có nóng hay không. Ui giời, nóng lắm. Nóng rồi à? Ok thôi được rồi. Ui lồi đẹp đấy. Rồi gần như mới này. Vâng, như mới luôn nhỉ. Ui lồi dưới. Ui, đẹp đấy. Nóng lắm. Được rồi đúng không? Nóng lắm. Ừ. Ô cái này sao này? Cái đấy là cái gì đấy? Ô cái này sao như này à? Đó. À. À thôi, được rồi, rồi chưa xong, chưa lắp vào. Cái này nó có đệm ở dưới mà. Đây này, chính là cái đệm này. Ui nó nóng dễ. Rồi, xong rồi nhá. Đấy, đây là cách sửa một cái lồi Panasonic thì cứ như thế các bác nhá. Tức là thay khi mà nó chết cầu chì ấy thì đo thêm cái con phần công suất. Đấy, chết cầu chì công suất thì đo thêm cái phần chỉnh lưu và hai con công suất thay tiếp theo. Còn nó phần bảo vệ quá áp thì đương nhiên là phải thay rồi. Đấy, là thay chính là cái con D10D151. Đấy, 10D151. Nhá, 151 tức là 150V á. Đấy, vậy nha. Rồi, mấy cả hai con cầu chì đây này. Đấy, cầu chì nha. Đấy, rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Xin chào các bạn. Đây là bác chủ nhà này. Hello.